Trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế, bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2 tăng cao, dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu trang thiết bị y tế về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống COVID-19. Theo đó, để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị kế hoạch và phương án đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19, đặc biệt đối với bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2, đảm bảo giá bán ra phù hợp với các chi phí đầu vào, không bán qua nhiều cấp trung gian, không tăng giá bất hợp lý, để đảm bảo bình ổn giá bán trên thị trường. Yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, không được nâng giá trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng chống dịch.